Kim quyết được cô à? Thank you.
không phải mua ra cao này nó sướng luôn kiểu đó. Xanh này kinh để bắt chiếc Vinh Nguyễn này. Vinh Nguyễn là ông nào anh? Quay về xem cho vui. Đúng rồi. Cái nào đẹp đúng không? Bởi vì đi này không ngắm được hết. Về xem lại. Thì xem được thế cái nào mình làm đúng không? Đúng rồi. Mỗi viên là một cây. À Vinh Nguyễn YouTube gì? Hiện tại rất nhiều phản. Nhưng mà cơ bản là mình thì mình không nói gì đâu, nhưng mà bác ấy không có nghề nhưng mà hay bình luận quá. Ừ, hay bình luận ngu. Mẹ về mai ăn tiên, nếu là chỉ biết cứ mai ăn tiên nghe rồi gì chả biết cái đó thôi. Bác ấy kiểu như là đi hay đi quay hay kém thôi, không biết về cây kém ngu nhiều cái. Cái ghét nhất là đi mẹ vừa nói vừa cười hớ như là đi mẹ đã làm phải ra làm, cơ bản là mình không biết mà hay bàn luận đấy. Đúng rồi. Đều, rất đều. Đều. Lực khỏe các bạn này. Đấy, cái này mà phôi, phôi đẹp, phôi chuẩn. Bác dạo này có hay đi quay không? Anh đi làm cũng không thể. Phiên nào thấy nhỉ? Quay mê lắm. Màn ba cây đẹp. Hai mặt đẹp. Từ phía. Ngồi đây nhá. Luôn dễ qua đây. Đang ngồi góc này. Đúng ở đây luôn. Dễ ra đây. Được cái ngon. À ừ. Nhìn nó ghê luôn. Chuột. Bác diễn viên và cái mê cây. Bánh tiêu, bánh tiêu, bánh tiêu.